Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng, Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay ngày 10 tháng 10, Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Dự báo hôm nay, từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ khoảng đêm ngày 10 đến ngày 13 tháng 10, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Ngoài ra, sáng sớm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu Đông Bắc Bắc Bộ. Dự báo ngày và đêm ngày 10 tháng 10, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2 đến 3, vùng ven biển cấp 3 đến 4. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21 đến 24 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 18 đến 21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C. Từ gần sáng hôm nay, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2 đến 3 mét, biển động. Ngày và đêm nay, khu vực Bắc Biển Đông, phía nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Đêm ngày 10 tháng 10, phía bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến 7. Cập nhật áp thấp nhiệt đới, hồi 1 giờ ngày 10 tháng 10, tâm áp thấp ở vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 15 km/h. Đến 13 giờ, sẽ suy yếu thành một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6.